Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đó bạn ơi. Và kế bên mình bạn thấy là ai không? À không, này hello, mình đúng. Ở chính là anh Siro mọi người à. Còn kế bên mình là anh Tắc. Ok, thì hôm nay nè bạn ơi, mình đang cùng với anh Siro, bọn mình đang cùng nhau đi hẹn hò. À nhầm, quên. Bọn mình đang trốn người yêu để gọi là đi chơi cùng với nhau mọi người à. Thì hôm nay chính là ngày đầu tiên mà Phong ra ngoài Sài Gòn. À không phải là ngày đầu tiên, có nghĩa là lần đầu tiên ra Sài Gòn nha. Mà là ngày đầu tiên trong cái buổi đi Sài Gòn lần này của mình. Thì hôm nay mình với Rô đã rảnh được 2 ngày. Vậy cho nên là bọn mình quyết định bọn mình sẽ đi chơi khắp cái Sài Gòn rồi luôn bạn ơi. Và để xem coi hôm nay mình và Rô sẽ đi đâu nha. Và trong những cái vlog tiếp theo mình sẽ đi đâu ở Sài Gòn nha bạn nha. Nhớ xem nha bạn nha. Nhớ like, subscribe đó nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi nào. Let's go. Ok mấy gồ ơi, bây giờ bọn tôi nghĩ rằng là bọn tôi phải đi kiếm cái gì đó để ăn đã mọi người ạ. Chứ bây giờ á, đi chơi mà không ăn thì làm sao đi chơi nổi đúng không? Đấy, sẽ gọi là không có calo để gọi là đi bộ đâu mọi người ạ. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau đi ăn đã nha. Ok. À mà khoan đã rồi, em quên hỏi anh em mình sẽ đi ăn cái gì đây? Nướng. Thịt nướng á? Ừ. Cũng là một ít. Đây mà không ơi. Sao anh? Tao còn 700 trong túi rồi. 700 ngàn đủ cho ông ăn gọi là bể cái bụng ông mà ông nội. Nhưng mà trước nữa mình còn đi mấy chỗ khác nữa. Yên tâm đi, Phong sẽ bao rô đi hết tất cả mọi thứ. Đó. Bao con nha bạn. Ừ, chắc chắn là không có chuyện đó đâu. Rô còn giàu hơn có Phong. Ôi dồi ôi mấy bạn ơi, đi ăn thịt bò bạn coi này. Một dĩa 180, dĩa 139. What? Trời ơi, tôi ăn tầm gọi là 10 dĩa thôi, tôi hết tiền rồi. Rồi, rô bao em nha. Go! Không bao à, vậy thôi đi về. Thôi tụi nó giỡn nha anh em, chứ nói chung là đi ăn thì gọi là đắt đắt một tí cũng đâu có sao đúng không? Tại vì rô bao mà mọi người. Nani? Rô bao em đúng không rô? Mày bị điên à? Ê, tính ra hai thằng không đem tiền thôi mà. Gì? Ông, em không đem tiền mà anh cũng không đem tiền luôn. Rồi xong rồi. Không sao, ăn xong mình ở lại mình rửa chén cũng được anh ạ. Cũng được. Ăn xong kêu người lên thế, kêu khẳng. Ừ đúng rồi, ăn xong kêu Timmy, kêu Kairon gì đó lên xong ăn chung cái rồi cho hai người đó rửa chén mình về vô trước. Ừ đúng rồi. Hợp lý các bạn. Ủa mà khoan rồi. Cho em hỏi coi, anh có đeo khẩu trang không? Ồ, anh gì? Anh tắt được hay là mở ra. Trời ông ăn ông có đeo khẩu trang nữa. Lại ông luôn. Ok các bạn ơi, thì cũng có một tí đồ ăn ra nè. Thì ở đây mình đang nướng mấy con mực các bạn ạ. À. Đấy. Ở đây thì mình đang thấy có cái bánh Dorayaki. Bánh này người ta gọi là bánh Dorayaki đúng không? Đúng rồi. À, mình không biết tên nó là gì hết, nếu mình đọc sai bạn thông cảm nha. Thì cái bánh này mình chưa ăn bao giờ hết cho nên bây giờ mình sẽ thử mới được. À. Ok, thử. Cái bánh này thì mình thấy ở trên nó có cái sốt này nè, cho mình nghĩ là chắc mình sẽ còn không cần chấm cái gì nữa hết trơn á. Bên trong nó nhân cái gì vậy ta? Khi mình cảm giác mình ăn mình không thấy được cái gì bên trong hết nè. What? Giống như là chỉ có bột thôi á. Rồi. Tính ra rô nướng thịt kiểu gì mà cháy hết thịt của em rồi hả? À, tại sao vậy? Hồi nãy quên bật lửa. Xong rồi tới chừng bật lửa lên thì hai thằng đang quay. Trời ơi. Trời ơi trời, lúc mà bọn mình cần nó chín á bạn thì nó không chín. Đến lúc bọn mình đang quay video thì tự nhiên nó chín, sao nó khác luôn. Thay vị giúp mình các bạn. Gắp miếng thịt lên nè các bạn. Đó bạn coi nè, miếng thịt nó còn ướt ướt như thế này nè. Thấy đã chưa, nó hồng hồng vậy thôi chứ nó chín rồi nha các bạn. Xong nó sẽ chấm vô cái nước sốt thần thánh. Ê, trời ơi. Mâm nè. Ôi giời. Ừ. Nhức nách mấy bạn ơi. Phơi quá trời phơi luôn. Thử miếng nữa. Khét khét không ơi, khét. Bây giờ tôi sẽ thử qua miếng mực mọi người ạ. À. Trời ơi, mực nè, mực đã hoàn chấm bên nước này đi. Ê, trời ơi. Ăn nè. Trời ơi. Mực nó dai dai các bạn ạ. À. Mà chấm vô cái nước sốt thần thánh nữa, trời nó ngon. Ăn sáng bằng thịt nướng là số 1 mà, khá đã luôn. Tiếp theo là món salad cá ngừ các bạn ạ. À. Bạn nào đang giảm cân thì ăn món salad cá ngừ này thì quá hợp lý luôn nè. Nhưng mà trừ khi nào mà bạn nào mà không muốn giảm cân nữa thì mới chan cái nước sốt này vô nha. Tại cái nước sốt này không phải dùng để giảm cân. Cái nước sốt này ăn vô là mập lắm các bạn ơi, nhưng mà đổi phải ăn thôi chứ giờ biết sao. Với lại lâu lâu lên Sài Gòn mà ăn lần có sao đâu đúng không? Ok bạn ơi, và các bạn biết gì không? Sau khi mà mình với Rô đi ăn xong thì bọn mình đã quyết định đi cà phê gọi là thú cưng mọi người ạ. À. Thì mấy bạn xem đằng sau lưng của mình nè. Ngoài Siro ra còn có thêm Sammy và Mập Durum đó mọi người ạ. À. Thật là buồn quá đi. Bọn mình tính trốn đi chơi một mình ai về đâu.
vẫn bị phát hiện, nhưng mà không sao, đi càng đông càng vui mà, đúng không? Mày coi chừng mày chết với tao rồi mày. Ok, chúng ta cùng nhau đi cà phê thú cưng thế nào, let's go. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Và lại là mình Phong Cận TV nha các bạn ơi. Các bạn thấy sau lưng mình có gì không? Coi nè. Cái gì vậy? Nhìn nó to như con khủng long luôn các bạn ơi. Và hôm nay mình sẽ cùng với Hero Team, bọn mình sẽ cùng nhau đi đến cà phê bò sát nha mọi người. Ở trong đây nó còn có nhiều những con vật thú vị hơn nữa mà mình sẽ cho các bạn xem nha. Mày nói gì nói đi, vô tính ra nó mặt thằng mình luôn các bạn. Đi thế nào, let's go. Ôi rồi ôi mấy bạn nhìn kia, mày thấy gì không? Trong đây là hai con hamster mọi người ạ. Trời ơi nhìn nó dễ thương dễ sợ. Đây bạn coi nè. Trời ơi con này nó mập ú ù luôn bạn ơi. Ôi ăn gì mập dữ vậy con. Đấy bên này cũng có rất nhiều luôn này. Không biết mình có mua được không nha. Dễ thương dễ sợ, chắc là mua một con về nuôi nha. Ok bạn ơi, và tất nhiên những bạn nào mà là fan của Hero Team, là fan của Phong Cận và Sammy thì chắc các bạn cũng biết là Phong và Sam gọi là lấy linh vật là con cá mập với cá heo đúng không bạn? Ở đây nè, nó cũng có cá đó bạn. Ôi dồi, con gì mà nó to chứ em. Đây, nếu mọi người thấy có một con cá màu vàng trong đó thì con này người ta gọi là cá rồng đó mọi người. Đấy, các bạn thấy con cá to dễ sợ không? Con này mà làm một nồi lẩu chắc. Trời ơi nhiều nhiều lắm luôn. Ui. Đẹp dễ sợ. Ui. Cái kính luôn các bạn, cái này người ta gọi là oxin cấp cao này, liếm sạch cái kính luôn nè. Thương hả? Nó không có thích rô, nó thích Phong thôi không? Tại Phong đẹp trai, nó thích Phong hơn luôn. Dễ thương dễ sợ bạn ạ. Ơi, lại đây anh cho con lên hình nè. Đẹp trai dữ. Trời ơi, nhìn mặt nó kìa đẹp trai dữ. Dễ thương dễ sợ bạn ạ. Thôi, nhìn kìa. Đây các bạn ơi, như các bạn đã thấy thì trước mặt chúng ta là một con mèo không lông mọi người à. Đấy, con mèo này mình nghe nói là giá tiền của nó rất là đắt luôn. Và ngày xưa mình cũng đã từng tính mua một con này rồi, nhưng mà Sammy thì Sammy nhận nuôi bé Cam cho nên là mình không nuôi nữa. Đấy, con mèo này nó đẹp dễ sợ luôn các bạn. Coi cái gì vậy? Đấy, nhìn nó giống một nhân vật ở trong Son Goku 7 với Ngọc Rồng các bạn. Đố bạn nhân vật đó là nhân vật nào nè, các bạn thử đoán cho mình biết nha. Ok các bạn ơi, thì như các bạn thấy trước mặt mình chính là một con thằn lằn mọi người à. Mày chết lúc đi các bạn. Nhỏ mình nhìn mấy con này á, mình nói thiệt với các bạn mình cực kỳ sợ luôn. Mình nhìn nó, mấy bạn coi đi, trên người nó nè, nó có gai góc đồ, mình rất là sợ nó cắn mình. Mà con này nhiều khi nó cắn được á nha, nó cắn được á, nhưng mà quan trọng là mấy bạn phải tấn công nó hay là làm gì nó mới cắn thôi, chứ nó nằm im thế này các bạn không làm gì đó là nó nằm im luôn, thấy không? Hai. How are you? What's your name? Bruh. Không, nó không trả lời mình được. Chứ nếu mà nó mà trả lời mình được thì hơi căng. Hello mấy cưng. Ôi. Thấy không? Bất động luôn. Mày đi ghét à? Bất động luôn. Không, giống như kiểu là mình không thấy kẻ địch sẽ không thấy mình, bạn hiểu không? Đấy. Chúng ta cùng nhau đi xem thêm mấy con khác nữa nha. Bye à. Lì quá à. Gọi mãi không trả lời. Xin chào các mọi. Mọi người có thấy sau lưng mình là con gì không? Coi chính là con Quý Bát. Mi Bát. Du du du. Quý Bát. Du du du. Du du du. Đây. Đang lau miệng kìa mọi người, nó đang lau miệng kìa. Mày cái tên là tao giặt vô trong mã mày không? Bạn ơi. Rồi sao nó quay đít về mặt mình đó bạn ơi. Khách kiểu nha. Một tí nữa mình sẽ kêu bạn nhân viên đem con này ra bên ngoài cho bạn xem luôn nha. Hello mọi người. Chó búp dễ thương.
con bên này nó biết nhảy nè các bạn. Con này biết nhảy nè. Cái con này biết nhảy các bạn ơi. Mình luôn. Cái mặt. Ta cùng nhau vào đây để thăm mấy bạn mèo nha. Oh my god. Đây là một bé mèo gọi là chân cực kỳ ngắn luôn nha các bạn nha. Bé này giống Camui các bạn. Đó, chân ngắn đây là ngắn luôn mà dễ thương dễ sợ các bạn ạ. Ôi. Một bé mèo này chắc là đắt tiền lắm các bạn, tại vì là giống chân ngắn rất là đắt tiền luôn. Dễ thương dễ sợ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dễ thương quá. Trời ơi, coi cái tướng của bả kìa mọi người ơi. Trời ơi trời, cái này là nàng tiên cá nè các bạn. Nàng tiên cá trên bãi biển nha. Đấy, coi coi bả ngồi cái tướng nè. Cái mặt bả coi. Cái mặt bả khó chịu dễ sợ. Trời ơi trời. Nhìn cái tướng bả. Hey, ok bạn ơi, và sau khi mà đi thăm xong mấy bé mèo và mấy bé chó thì bọn mình quyết định vào đây để làm một cốc trà sữa. À không, sữa tươi trân châu đường đen để lấy sức mọi người ạ. À. Mặc dù là tôi biết là tôi đã mập lắm rồi nhưng mà thôi tôi vẫn cứ uống thôi tại nó ngon. Hey, ok, và các bạn thử đoán xem coi liệu rằng ngày mai Hero Team bọn mình sẽ đi đâu nữa nha. Nhớ đoán xem nha.